Ở khu vực 6, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, có một tổ từ thiện hoạt động khoảng 3 năm qua, với công việc chính là nấu cơm thiện nguyện. Những suất cơm chay ngon, lành, bổ dưỡng đã giúp bệnh nhân và thân nhân nuôi bệnh no dạ, ấm lòng trong những lúc khó khăn. Cứ chiều thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần, căn nhà nhỏ ở sâu trong hẻm 12, đường 3 tháng 2, phường Hưng Lợi lại tấp nập, nhộn nhịp. Mọi người tập trung tại tổ thiện nguyện khu vực 6 để cắt, gọt, sơ chế rau củ. Đến tờ mờ sáng hôm sau, bếp lửa thiện nguyện được bật lên. Những món ăn chay được nấu chín, cơm nóng hổi, chuẩn bị sẵn sàng. Và đến trưa thì mang đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ phát tặng bệnh nhân và thân nhân nuôi bệnh. Thì mình thấy trong người trong bệnh viện người ta bệnh ta khó khăn đó, bệnh tật khó khăn đó, thì mình thấy mình ăn chay niệm Phật, mình thấy mình mà khởi cái lòng từ bi, mình giúp ta cho nó đỡ qua cái cơn khổ khắc của người ta đó. Nhờ mình giúp được phần nào cho đỡ, phần cơm cho đỡ đi tiền cho bà con người ta để đi liền lo trị bệnh. Từ năm 2019 đến năm 2020, khi dịch COVID-19 xuất hiện tại thành phố Cần Thơ, nhóm có quen một số nhà hảo tâm hay tặng rau củ nên nhận về tặng lại bà con. Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, nhận thấy nhiều bà con có nhu cầu cần giúp đỡ, nhóm đã thành lập tổ từ thiện nấu cơm thiện nguyện. Từ 50 đến 60 suất mỗi lần nấu cách đây khoảng 3 năm, nay đã nâng lên gấp hơn 10 lần như thế. Sinh ra luôn cả cái miếng cơm này để mà anh em đồng đạo với ở xóm này nè, người ta rảnh thời gian người ta lại người ta tiếp mình, người ta làm nhận cho có những người ta lớn tuổi người ta lại người ta làm rồi cho mình cho nó khỏe. Có những cái lúc mà như mình mang cơm ra rồi mình cũng cho, mà những cái những người ta đi xuống trễ hay hoặc là người ta khám bệnh người ta xuống chưa kịp đó, cái mình ta xuống cái mình hết cơm rồi, thì trong lúc đó mình cảm thấy là mình cũng xúc động để mà mình không có lo được hoàn thành. Sau thời gian hoạt động, nhiều em sinh viên đến từ các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ như Đại học Cần Thơ, Đại học Nam Cần Thơ, vân vân đã biết và đến hỗ trợ. Mỗi buổi nấu ăn, các em sinh viên luôn xông xáo chia nhau sắc dưa leo, gọt rau củ, khuân vác đồ đạc. Có nhóm còn góp tiền để mua gạo cho tổ từ thiện. Em biết đến cơ sở này thông qua các trang mạng xã hội như là TikTok với là Facebook của anh, với lại có bạn giới thiệu. Khi mà đến đây thì em làm những cái hành động này em cảm giác nó thiết thực với lại nó tốt cho cộng đồng. Cảm giác như mình được chia sẻ cái nguồn năng lượng tích cực ra cho nhiều người hơn. Chắc chắn là sau khi mà em đi xong làm xong công việc giúp đỡ của cho cô chú ngày hôm nay, thì khi mà về trường thì em sẽ giới thiệu nhiều hơn với các bạn. Đến 14 giờ các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần, tổ thiện nguyện đều có mặt tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Trước đó đã có không ít người xếp hàng để nhận những suất cơm miễn phí. Họ là bệnh nhân hoặc người nhà có người thân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa hay những bệnh viện gần điểm phát cơm. Bị cơm chay thì mình ăn rất là được, canh điêu rồi đó, còn hủ, cơm thì ăn cũng rất ngon. Giờ nên thử bữa nào tôi cũng lấy cho nó, muốn dài nó mắc luôn đó. Vì thấy bà con đã làm đó, rồi cho mà bà con ở bệnh viện ăn đó, nên thử tôi là cảm động lắm. Mỗi hộp cơm được trao đi, các tình nguyện viên tổ thiện nguyện khu vực 6 không đơn thuần là chia sẻ những khó khăn, mà còn gửi vào đó sự ấm áp, nghĩa tình, để ngày càng có thêm nhiều người biết, sẻ chia, đùm bọc hơn nữa, lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống.